Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh những hệ lụy khi người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, nhằm giúp đồng bào lạc nghiệp trên quê hương mình, ngăn chặn thực trạng người dân xuất cảnh lao động bất hợp pháp. Các bộ, ban, ngành cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tích cực vào cuộc để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách lao động, đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức để người dân cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm, chấp hành nghiêm quy định xuất nhập cảnh và tích cực xóa đói giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hàng năm, các lực lượng công an và biên phòng Lào Cai tiếp nhận hàng trăm trường hợp lao động bất hợp pháp do phía Trung Quốc trao trả. Trong đó, phần lớn lao động chưa thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh. Nhiều trường hợp lao động phải đối mặt với rủi ro như làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, không nhận được mức lương như thỏa thuận, bị tai nạn lao động. Có nhiều trường hợp bị lừa, trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người. Tuyên truyền vận động cho nhân dân nâng cao cái ý thức trách nhiệm, làm các cái sổ thông hành để đi qua cái khu vực biên giới và đặc biệt là đi qua cái khu vực cửa khẩu phụ Hóa Chư Phùng. Đây là một cái điểm xuất cảnh duy nhất trong cái địa bàn huyện Simacai. Ở bên địa bàn của Trung Quốc, nếu có xảy ra các cái vấn đề gì liên quan đến công dân của Việt Nam thì sẽ được nhà nước bảo hộ, được tất cả các cơ quan ban ngành vào cuộc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân xuất cảnh trái phép làm thuê là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, địa phương thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định, cuộc sống bấp bênh. Với mức thu nhập cao hơn so với thu nhập từ địa phương đã thôi thúc người lao động bất chấp mạo hiểm, lén lút tìm mọi cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Huyện Mộc Khương, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành chức năng của các xã thị trấn tập trung cái việc tuyên truyền về cái việc chấp hành các cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, để chấp hành các cái vấn đề về biên giới rồi chấp hành cái luật xuất nhập cảnh. Tuy nhiên là cái thực trạng là có một số bà con là đi vẫn chưa chấp hành, tức là cái việc làm sổ thông hành qua biên giới. Cái lý do thì cái việc mà cái số người lưu trú ở bên kia nó hạn chế trong vòng 15 ngày thôi, cho nên bà con sang là phải quay trở về để tiếp tục gia hạn cái sổ thông hành. Đây là cái thực trạng. Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng biên phòng, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý công dân Việt Nam xuất nhập cảnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trong các buổi họp dân tại các xã, phường và tại các thôn bản, đặc biệt là tại các thôn bản vùng cao, biên giới về hệ lụy của việc làm thuê trái phép. Tôi cũng khuyến cáo bà con là nên trước khi đi thì nên tìm hiểu kỹ, một là về cái chính sách của Việt Nam và Trung Quốc lao động làm thuê để giảm thiểu về vấn đề rủi ro trong vấn đề xuất nhập cảnh lao động sang Trung Quốc, một là ít ra cũng phải có một quyển sổ thông hành trong người hoặc hộ chiếu để đảm bảo về cái tính mạng của mình. Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ở người dân, thì cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh Lào Cai cần đặc biệt quan tâm đến tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Trong đó tập trung vào tăng cường đào tạo nghề cho lao động miền núi, lồng ghép các chương trình phúc lợi xã hội gắn với chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi. Qua đó, từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm thiểu tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép qua biên giới. Cần phải đẩy mạnh cái việc tăng cường của các cơ quan chức năng, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm túc cái việc qua lại khu vực biên giới. Thế và đồng thời là cũng chấp hành nghiêm túc cái việc xuất khẩu lao động. Tại vì Đảng, Nhà nước ta đã có các cái kênh lao động tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động thì có công ăn việc làm hợp pháp chính đáng được nhà nước bảo hộ. Thì tôi nghĩ rằng là người dân chúng ta phải nghiên cứu các cái kênh thông tin này để mà thực hiện xuất khẩu theo cái kênh thông tin chính ngạch thì sẽ có lợi cho chính bản thân người lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho công dân xuất cảnh đi lao động ở Trung Quốc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng kiến nghị về việc xây dựng hành lang pháp lý, qua đó tạo điều kiện để người lao động ở những địa bàn đặc thù vùng cao, biên giới sang nước bạn làm việc một cách hợp pháp.